Vào ngày hôm qua mùng 10 tháng 7, với toàn bộ phiếu thuận, Thượng viện Mỹ đã thống nhất và thông qua nghị quyết mang mã số SRID-412 về Biển Đông và Biển Hoa Đông, trong đó đặc biệt yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan 981 cùng các lực lượng hộ tống, trả lại nguyên trạng khu vực như trước ngày 1 tháng 5 năm 2014. Đây được xem là một phản ứng khá quyết liệt của Mỹ trước những động thái ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông trong thời gian vừa qua. Nghị quyết SRID-412 có tên đầy đủ là nghị quyết xác định lại sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ Mỹ với tự do hàng hải và việc sử dụng vùng biển và vùng trời quốc tế một cách hợp pháp ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tìm kiếm giải pháp ngoại giao hòa bình cho các tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải. Nội dung nghị quyết gồm 4 nội dung chính. Thứ nhất, lên án các hành động sử dụng vũ lực cản trở tự do hàng không ở không phận quốc tế và làm thay đổi nguyên trạng hoặc gây bất ổn cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thứ hai, hối thúc Trung Quốc kiềm chế trong việc triển khai vùng định dạng phòng không ADIS ở Biển Hoa Đông và các khu vực khác tại châu Á-Thái Bình Dương. Thứ ba, khen ngợi Nhật Bản và Hàn Quốc vì sự kiềm chế của họ. Và cuối cùng, kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan 981 và các lực lượng trên biển gắn với giàn khoan này khỏi các vị trí hiện tại, kiềm chế trong việc có các hành động phiêu lưu trên biển, trái với Công ước về các quy định ngăn chặn và va chạm trên biển và trả Biển Đông lại nguyên trạng như trước ngày 1 tháng 5 năm 2014. Nghị quyết SRID-412 cũng liệt kê hàng loạt hành động của Trung Quốc mà các nghị sĩ Mỹ cho là vi phạm quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS. Ngoài ra, Thượng viện Mỹ ủng hộ các nỗ lực của ASEAN và Trung Quốc xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC, cũng như ủng hộ sự phát triển của các định chế khu vực, bao gồm Diễn đàn Khu vực ASEAN ARF, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng, để tạo dựng sự hợp tác thực chất trong khu vực và tăng cường vai trò của luật pháp quốc tế. Trước đó, tại đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung thường niên kết thúc vào ngày hôm qua tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo Trung Quốc không được phép hành động đơn phương để hiện thực hóa tham vọng chủ quyền. Chúng tôi đã thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về sự gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng của họ vì tranh chấp lãnh hải. Hành động của Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông khiến cho các nước cảm thấy bất an. Ông Kerry cũng khẳng định những nỗ lực của Trung Quốc trong thời gian qua nhằm tạo hiện trạng mới trên biển, ảnh hưởng đến an ninh khu vực là không thể chấp nhận được. Và quan điểm này của Mỹ đã được duy trì từ trước, trong và sau quá trình diễn ra đối thoại.